Bắt đầu nhá. Không cho em. Không cho mày quay không cho kìa. Xong hết rồi. Một câu hỏi cho cả Tuấn Anh với cả Xuân Trường là về Việt Nam thì bọn em thấy như nào và cái bài tập đầu tiên thì cảm giác làm sao? Em mà to lên gì? Về Việt Nam em cảm thấy lần này là đầu tiên tập trung được tuyển của em nên cảm thấy rất là có một chút là đột và cảm thấy rất là vui vì được gọi trong lần này. Trong buổi tập đầu tiên thì em cảm thấy mọi thứ nó rất là tốt, rất đẹp, rất ổn và các bài tập cũng rất hay và em cảm thấy thích thú. Hôm nay to gì em ơi? Cái bài tập như thế này thì nó có khác nhiều so với những bài tập ở Hoàng Anh Gia Lai và đội U19 cũng như là các câu lạc bộ mà các em đang khoác áo không? Đa phần các bài tập này thì các bài tập trong U19 cũng như Hoàng Anh cũng như trong đội thì dường như bọn em nó có một chu kỳ một giải, thì cái chu kỳ khi vào cuộc thì các bài tập nó sẽ khác so với những bài tập mà tập luyện có chu kỳ này. Em nghĩ là ở câu lạc bộ hay ở đội tuyển nào cũng có những cái chu kỳ tập như thế nên là tương tự nhau so với các đội khác. Cho chị hỏi một câu là cái cuộc sống và cái công việc chơi bóng đá của hai em ở hai câu lạc bộ mới nó đã diễn ra như nào khi mà sang đó? Sau một tháng thì em đang dần thích nghi với môi trường mới và em nghĩ là ở đội bóng của em ở Hàn Quốc thì đó là một đội bóng rất chuyên nghiệp và một trong đội bóng lớn ở Hàn Quốc như ở châu Á. Nên là em nghĩ mình cần nhiều thời gian hơn, tại vì ở đó những cầu thủ rất đẳng cấp, họ có nền tảng thể lực, kỹ thuật, họ trang bị cho mình tất cả những phẩm chất đó từ khi còn trẻ, bây giờ họ đã trưởng thành. Còn đối với em thì môi trường bóng đá Nhật Bản giúp em rất nhiều, cho em tập trung thuận, không có thời gian chuẩn bị trước một giải cùng đội, nên em cần có thời gian nhiều hơn để có thể hòa nhập cùng với đội. Về cuộc sống thì mọi thứ bên Nhật Bản câu lạc bộ chuẩn bị cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho em để sinh hoạt và thi đấu trong môi trường bóng đá tốt nhất mà họ có thể tạo. Ở bên đấy thì cái giáo án tập nó có một cái điều gì đấy mà khiến bọn em bất ngờ mà lần đầu tiên bọn em được tiếp cận không? Em không bất ngờ tại vì Hàn Quốc là một giải bóng đá thiên về sức mạnh thể lực, khối lượng tập cũng sẽ nhiều so với Việt Nam. Em nghĩ các bài tập thì có những bài tập mới nhưng về mục đích thì cũng giống như ở Việt Nam và đa phần các buổi tập của bên Nhật Bản có cường độ cao hơn. Cuộc sống của hai bạn ở bên đấy thế nào? Sống xa gia đình rồi đồ ăn thức uống rồi thời tiết văn hóa mọi người làm quen như nào và có gặp khó khăn gì không? Có thể khó khăn lớn nhất của bọn em có lẽ là về giao tiếp ngôn ngữ vì bọn em chưa thể nói được tiếng Hàn như Tuấn Anh chưa nói được nhất. Thì về mọi thứ thì bên phía câu lạc bộ cũng như các đồng đội nói chung là tất cả mọi người các nhân viên họ đều giúp đỡ rất, họ rất nhiệt tình và thân thiện, em cảm thấy yên tâm khi sống. Em sống trường thì đa phần khó khăn số bài tập thì mình có thể thấy nhưng các đồng thủ cũng như huấn luyện viên bên đấy cũng chỉ bảo là một câu hỏi nữa là có một cái kỷ niệm nào mà rất vui của hai bạn khi mà sang Nhật Bản và Hàn Quốc không? Có thể chia sẻ với những người hâm mộ cả nước không? Trong bóng đá, ngoài bóng đá? Cả bóng đá lẫn ngoài bóng đá. Cho một câu hỏi chung cho cả hai em là hai em cảm nhận về cái nghĩa là khi mà bọn em về được tập trung lần này ấy, thì huấn luyện viên Hữu Thắng có chia sẻ với các em gì về lối chơi cũng như là về cái cách chơi bóng đá mà nó có khác gì so với thời huấn luyện viên Mira? Hôm nay mới chỉ là buổi tập đầu tiên, em chưa có nhận xét.
Không, ý anh đang muốn nói là huấn luyện viên bạn có chia sẻ với bọn em về khi mà trao đổi với nhau ấy, về cái cách chơi, về cái triết lý bóng đá ấy, thì có khác gì với ông Vàng? Đây là buổi đầu tiên chị hỏi một chút về cái chị thấy trường chân quấn băng, chẳng hỏi về cái tình hình chấn thương trước đó của Tuấn Anh, chân cảm thì xem hai bạn bây giờ như thế nào. Chuyển tốt, em chỉ bảo vệ chắc chắn. Em bị làm sao? Cho anh hỏi một câu đó là hai em trở về từ những nền từ nước ngoài, từ những nền bóng đá phát triển của châu Á, vậy thì bản thân bọn em có nhận có chịu áp lực khi mà là cầu thủ trở về từ những nền bóng đá phát triển hơn khi về đội tuyển lần này mà bọn em cũng nhận được rất nhiều kỳ vọng. Áp lực thì em nghĩ là có lẽ bạn không có nhiều, tại vì tất cả những cầu thủ tập trung vào trên đội tuyển này đều là những cầu thủ rất chất lượng của Việt Nam, những cầu thủ xuất sắc nhất của Việt Nam bây giờ, nên áp lực thì em nghĩ là mình không có, bởi vì khi đã được tập trung vào đội tuyển thì mình sẽ cố gắng để thể hiện, để cống hiến hết mình cái gì mình có, nên khi làm được những điều đấy rồi thì mình có thể chấp nhận được. Áp lực và môi trường nào cũng có thì mình phải biết cách vượt qua và cố sức cống hiến hết sức mình cho đội tuyển quốc gia Việt Nam và cố gắng thể hiện hết mình. Hai em có tự tin là sẽ chiếm được một suất đá chính so với các đàn anh từ đội tuyển chúng ta? Khó quá. Khó nhỉ? Ok, good luck. Cảm ơn em nhé.